Alo, anh đang ở đâu anh Tính? À, đang nhà. Đang nhà hả? Anh có thể nào cho em ghé Gia Trang của anh em ăn ké một xíu được không? Đồ ăn giảm cân của anh. À, giảm cân anh đang... Bánh tép mỡ. Bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh những cái bí quyết để mà không tốn điện, tháng đóng tiền điện nhiều không? Nói đừng chửi. Đừng chửi. Điện tháng 5 triệu mấy. 5 triệu mấy? Rồi, đất ơi, cái gì mà quá trời của đất vậy? Nguyễn Trần Khánh Vân, Việt Nam. Em rảnh quá.